Văn Chính, ngôi chợ từ trước đến giờ là do đỉnh trang chúng tôi quản lý. Giờ anh nói nó sẽ là của anh cũng được sao? Mẹ kiếp, đừng có nói chuyện hồi trước với tao. Bây giờ người ta còn bầu tổng thống 4 năm một lần, giao hết cho bọn bay thì anh em bọn tao ăn gì mà sống? Tao nói mày biết, cái chợ này tao sẽ không từ bỏ đâu. Nếu mày không vui, gọi đại ca của mày ra nói chuyện với tao. Sau này nếu anh dám đến thì anh đừng hòng sống trở ra. Mày thử xem. Đứng lại cho tao. Người ta nói dù là mù thì cũng còn có não. Tôi thấy cả não anh cũng bị mất luôn. Mày nói đại ca tao sao hả? Im miệng đi. Hỏi thăm anh Văn Chính một tiếng đi. Chào anh Văn Chính. Cậu hứa 35 được không? Phần ngực cho nhỏ thêm 0.5, như vậy thì trông sẽ gọn gàng hơn. Được, để tôi làm dấu cho cậu. Tặng hoa. Hành lễ ba lạy. Một lạy. Thêm một lạy. Lạy lần ba. Hoàn thành. Gia quyến tạ lễ. Cảm ơn. Tôi là Dũng Sang của đỉnh Trang. Tìm tôi có chuyện gì? Michael, ở đây không có chuyện của cậu. Cậu về Mỹ đi. Không hiểu hả? Ở Đài Loan có nhiều chuyện cậu không rõ đâu, cũng không gánh nổi. Sự nghiệp của ba cậu cứ để tôi lo. Cậu có thể đi được rồi. Đây là vương quốc của tao, đồ khốn. Không năm 20 ra tù. Đừng nhìn nữa. Bộ muốn quay về hả? Bắt được anh rồi.
rồi. Điên hả? Tôi mới được thả thôi đó. Xin lỗi. Gì đây? Bây giờ vị thế của anh đã khác. Anh Hùng, chết đi. Sao chỉ có mình anh vậy? À không, Dũng Sang bảo bọn họ đi giải quyết chuyện. Đúng rồi, Dũng Sang đang đợi anh đó. Chờ chút. Cầm lấy, ở đây có nè. Mãi mãi sẽ không trở về. Đằng sau xe là gì vậy? Vợ tôi. Vợ anh. Nhìn vậy thôi chứ cỡ ngực xê đó. Anh biến thái quá. Tôi đang lái xe đó. Nói thật, lần này anh về có dự định gì? Xe bay về kìa. Quên rồi hả? Dì ơi, Hùng nó về rồi. Chào dì, chào cậu ăn trái táo nè. Cảm ơn dì. Dì chỉ thương nó thôi, còn coi việc không. Tôi giỡn với dì thôi, không có gì đâu. Ngôi chợ ở giữa, cùng với bảy con đường xung quanh là địa bàn của chúng tôi. Đỉnh Trang, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhìn thấy cậu tôi vui lắm. Lâu rồi cậu chưa có ăn cá viên chiên của tôi. Cái này tặng cậu đó. Ngôi chợ đầy ắp tình người. Những người này, bọn họ đều trông chừng cho đến khi tôi trưởng thành. Bà của cậu cũng hay đến đây mua đồ lắm. Bà cậu lâu rồi chưa ghé đó. Tóc gì vẫn như xưa nhỉ? Tôi mê làm đẹp mà. Nơi này giống như là nhà tôi vậy. Sư phụ. Ý, Hùng kia. Về hồi nào vậy? Chúc mừng cậu. Ông phải coi cho chính xác đó nha. Cậu phải ghé tôi đó. Cô xem ai về kìa. Anh Hùng. Đã lâu không gặp. Coi kìa, hình như mập ra. Anh nhớ tôi không? Có chứ. Cô có khách kìa. Tôi kiếm tiền cái đã. Được rồi, anh sẽ để cho em vị trí đẹp nhất nha. Nhớ giúp chồng em kiếm tiền đấy. Chị cứ chọn, từ từ mà chọn. Tôi muốn mua sợi dây chuyền. Dây chuyền hả? Chị có mắt ghê. Hoa, sao vậy? Anh giới thiệu cho tôi nói là đang bán hàng xịn lắm. Hàng xịn là mấy thứ này hả? Số hàng này nhập từ Nhật đó. Mấy bà cô đó rất thích mua của tôi. Anh không hiểu gì cả. Được, đợi chút. Vì vậy, anh cứ lấy dùng đi. Tôi có khách tới đây. Cái này 100 đồng, tính chị 100 thôi. Mua 3 sợi tính rẻ chút đi. 3 sợi 500 đồng đi. Chị mua 3 sợi thật hả? Chị có bao nhiêu ông chồng vậy? Hoa. Tôi đi đây, về gặp bà tôi. Anh đợi chút, tôi về chung với anh. Anh cứ làm việc đi. Được, chị chọn đi. Nè, Hùng. Anh em với nhau cả. Được rồi. Hùng, tối nay uống vài ly nha. Bà ơi, về là tốt rồi. Tốt lắm rồi. Bước qua thao lửa đi. Ông trời ơi, thần linh ơi, mọi người thấy rồi đó. Hùng đã về rồi. Hãy phù hộ cho nó làm ăn đàng hoàng, tìm được một công việc có ích. Bà đừng lo nữa, con biết nghĩ rồi mà. Vậy thì tốt.
biết nghĩ là tốt. Thắp nhang cho mẹ, cho mẹ biết con về nhà rồi. Cậu cả ngày đến tối chỉ biết cờ bạc. Còn cậu nữa, sao không dọn dẹp đồ đi? Cậu không sợ người ta biết mình có đồ chơi hả? Giờ sao rồi? Vô tổ chức hả? Quốc, chi phí sinh hoạt đi. Cầm lấy đi. Anh không thiếu tiền hả? Cầm lấy đi. Xài từ từ thôi đó. Để mang tiền về cho ba mẹ đó. Có nghe không hả? Dạ có. Em còn tưởng Hùng về rồi. Em mua một đống nguyên liệu chuẩn bị xuống bếp nấu ăn. Cạn. Anh Hùng, ly này chị mời cậu. Thời gian này vất vả cho cậu rồi. Này huynh đệ, chúc mừng. Tôi mời anh. Quốc, anh ép rượu như vậy Hùng sẽ rất dễ say đó. Hùng, tôi mời anh. Cậu tưởng Hùng không biết uống hả? Lúc trước khi cậu ta đi hội họp xã giao với tôi, đúng chuyện mời rượu chưa từng từ chối nha. Ngàn ly không say đó. Lợi hại quá vậy, cậu không biết sao? Đại ca, anh đã nói chuyện thì em phải mời anh một ly. Uống đi. Không sao. Anh rất vui khi Hùng về. Ta nhấp môi thôi. Cảm ơn anh đã luôn chiếu cố đến em. Đủ rồi. Cạn luôn hả? Ngầu quá. Quá đã. Còn ai muốn uống với tôi nữa? Để tôi. Lúc nãy đã có việc cần làm nên không đến đón cậu. Đừng nghĩ lung tung nha. Còn dám nói nữa hả? Không thèm đến đón em. Tình cảm hai người sao rồi? Ổn chưa? Mọi người có mặt đông đủ ở đây. Tôi có một chuyện muốn tuyên bố. Hùng đã về rồi, không thể ăn không ngồi rồi, không thể vô công rỗi nghề. Cho nên tôi phải giao cho cậu ta làm một việc. Khu vực chợ rau sẽ cho Hùng quản lý. Thành Phong, cậu thấy sao? Đại ca, anh cứ quyết định đi. Giờ chợ rau là của cậu. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ tìm Thành Phong. Nhóm tàu chỉ huy có mặt. Cạn. Cạn ly, uống hết luôn nha. Hùng. Gì vậy? Hòa xịn quá vậy. Mấy năm nay vất vả cho cậu. Anh em với nhau, em biết ngay anh sẽ nói cái này. Em biết. Bây giờ em thật sự không biết. Làm anh em. Hôm nay gặp nhau, ngày mai quên rồi. Cậu làm ăn với Hoa cũng hay. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh. Cảm ơn nha. Xin chào. À sao vậy, đau bụng hả? Không phải, tôi vẫn chưa ăn gì. Mau lên, đói quá. Cho tôi một miếng đi. Vô tổ chức quá. Ông Giao, ông muốn hù tôi chết hả? Giờ muốn sao? Tôi đang giúp ông đuổi ruồi mà. Đuổi ruồi, tiệm của cậu mới có ruồi. Còn cậu giống con rùa vàng. Tránh ra bé mập. Không thấy thân hình đồ sộ của mình sao hả? Vậy mà còn dám ăn thịt nữa. Tránh ra. Tránh ra. Đồ gian phu dâm phụ. Nói vậy cũng không đúng. Đồ cướp cạn. Hùng à. Hùng. Bắt Giao, là cậu thật à? Cậu về từ khi nào vậy? Mới vài ngày. Cậu làm vậy không được rồi nha. Cậu về cũng phải đến nhà tôi chứ. Cậu có gặp Lôi Lôi không? Sao lại đến đây? Đây là tiệm của Hoa mà. Cậu bán áo ngực hả?
Giờ cậu bắn ống ngực sao? Thôi đi đến chỗ này làm gì? Nói với đại ca của cậu, cho cậu một công việc có tương lai một chút. Bán cái này không được đâu. Không sao, nếu đại ca cậu không làm, cứ tìm bác giao, tôi lo cho. Tôi sẽ ủng hộ cậu. Chú à, nhà chúng ta có một mảnh đất rất lớn ở kế bên chợ Kiến Quốc. Thật ra tôi muốn tái xây dựng, cho nên tôi đang nghĩ về phần chợ rau, tôi muốn xây dựng lại. Nếu thành công, có thể kiếm được mười mấy tỷ. Gỗ xoan quý hả? Phiền chú giúp một tay. Cậu đến đây. Nhắc đến chợ Kiến Quốc này, thì tiền quản lý một tháng của nó là một số tiền không nhỏ đâu. Cậu muốn nhúng tay vào, khác gì làm khó dễ tôi. Dũng Sang mà tôi biết, thật ra cũng không khó để nói chuyện. Ba cậu mới qua đời không lâu, cậu cũng vừa tiếp quản vị trí của ông ấy. Cho dù thế nào, ít nhiều gì cậu cũng phải để ý đến quy định mà đời trước đặt ra. Quy định có thể thay đổi mà. Lúc bọn tôi ở Mỹ, làm gì có quy định quy tắc gì. Tiền bạc là quyền lực. Có tiền thì mới có quyền. Phải có tiền có quyền. Địa bàn nào cũng có cách kinh doanh của nó. Với tư cách là cảnh sát, nếu mọi người không làm căng quá, thì tôi không có ý kiến gì cả. Đồ ở bên trong, tôi sẽ bảo người đến lấy. Còn nữa, đây không phải là nước Mỹ, không thể chơi theo kiểu này đâu. Quy tắc do tôi đề ra. Mua thịt khô không? Tiệm này của anh hả? Ông chủ tiệm này bị bệnh da liễu vào bệnh viện rồi, nên không có ở đây. Cô đợi chút. Chúa ơi, cơ thể của cô, nếu tôi không lầm, chắc cô có vòng ngực cỡ A, khuôn ngực cỡ C phải không? C cái đầu anh, đồ dâm dê gớm ghiếc. Nè nè, chào bác Giao. Bác cũng mua hoa hả? Không, là của cái cô mặt đầm xanh ở phía trước. Cậu mau đưa lại cho cô ấy đi, để tôi đem trả cho bác. Được. Đừng cho nhiều thịt quá. Hùng, sao anh lại ở đây? Không phải, cái này lúc nãy là của khách để quên. Cô ơi, mau lên. Bà đừng sợ, em cầm giùm anh. Tôi đẩy giúp bà đừng sợ. Không cần chạy đâu. Chờ chút. Được, vào đi. Xin lỗi, ở đây phải nộp phí đậu xe thì mới vào được. Anh nói hay thật đó. Chợ rau là của Đỉnh Trang chúng tôi. Sao tôi chưa nghe qua việc này? Đỉnh Trang thì đã sao? Anh là người mới hả?
Địa bàn của đỉnh trang chỉ đến đoạn 2. Đây là đoạn 3, là của đại kiều đầu chúng tôi. Anh hãy làm cho rõ đi. Bao nhiêu tiền? Một ngày 100 đồng. Nếu đóng tiền tháng thì tháng này 31 ngày. Tôi tính anh 30 ngày thôi. Giảm 100 đồng. Bà ơi, tôi đẩy giúp bà. Nào. Cảm ơn. Không có chi. Có nhiều món ngon lắm đây. Ngon lắm. Thơm nữa. Cẩn thận. Nóng đó. Chào bà. Anh Thành Phong. Con đến rồi. Lâu rồi không gặp con đó. Đã lâu không gặp rồi. Tại con sao vậy? Không có gì đâu. Con vào trong trước nha. Ngồi đi. Hùng về rồi chắc bà vui lắm. Phải, ngồi ăn với mọi người nhé. Được. Coi còn nóng đó. Ngon lắm đó. Ăn thôi. Mau lên. Nước nè. Được, cảm ơn. Lôi Lôi vẫn chưa đến. Anh Phong xin lỗi. Em đến trễ. Sốc bí đau. Bà ngồi đi. Em đến trễ. Phải phào một ly trước. Còn nói em nữa. Anh được thả mà không thèm nói một tiếng. Sao, giờ chúng ta không quen nhau, đúng không? Mau lên, được, anh mời em. Sao vậy, uống chậm thế, nuôi cá vàng hả? Con gái phải tùy mị một chút. Mấy năm nay anh không có ở đây, quấy xăm hình trên mông luôn. Vậy là đủ tùy mị chưa? Thật ra thanh niên mấy đứa sao cũng được hết. Chỉ cần tự nhiên vui vẻ là được. Phải không? Đúng vậy, cứ tự nhiên là được. Đừng có sáo nha. Bà nói cho các con nghe. Cái món thịt kho này là ngon nhất đó nha. Biết món thịt này là ai mang đến không? Mang đến hàng ngày luôn đó. Mấy năm nay Hùng không có ở nhà, ngày nào cũng mang đến. Không sợ bà bị cao huyết áp thì phải. Ở tuổi bà ăn cái này nhiều quá thì ngừng tuổi này mà ăn cái này. Ý bà là cholesterol hả? Phải. Ai mua đến vậy? Ai mang đến? Bà ơi, sau này bà muốn ăn gì cứ nói với con sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bà. Bà đã nói rồi, cá nè, rau nè, ăn cá phải, ăn cá đi, bà ăn đi. Gấp ăn đi. Hùng à, Hoa, nói với con chơi với nhau từ nhỏ. Con nói một đằng, nó không dám làm một nẻo. Lúc nào cũng đi theo con cả. Con phải trông chừng nó đó. Con biết rồi. Các con à, bà hy vọng các con luôn bình an. Lời của bà nói phải nghe nha. Cạn ly. Cạn. Bà, chúng con có việc quan trọng phải làm. Hôm khác mới đến ăn với bà nha. Con chưa ăn no mà. Con xin lỗi. Cảm ơn bà. Anh, cậu trông chừng Lôi Lôi. Hùng, cậu vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra. Cứ để bọn tôi đi là được. Trông chừng bà. Lôi Lôi, bà, con sắp về ngay. Thank you.
công chủ. Ăn thịt bò khô hay thịt heo khô? Thu tiền quản lý. Thu gì? Phí quản lý, vớ vẩn. Phí quản lý là bên Đỉnh Trang thu mà. Anh trí nhớ kém thế, anh không biết hả? Nghe cho rõ đây. Này, nghe rõ đây. Tôi là ở bên hậu cảng. Kể từ tháng này, phí quản lý sẽ do hậu cảng của chúng tôi thu. Bọn tao nhiều súng hơn tụi bay. Về người, bọn tao cũng nhiều hơn. Giờ thì sao? Qua đây đi. Giết chúng. Mẹ kiếp, đồ khốn. Đừng làm bậy. Tao nói cho mày biết, tao là hùng của Đỉnh Trang. Không làm mày mất mặt. Nếu còn có chuyện gì, chúng ta cứ hẹn ra nói chuyện. Đi thôi. Coi như mày giỏi. Mẹ kiếp, có ngon thì đừng đi. Món thịt kho này ngon nhất. Chào gì? Chào ba. Ba ơi, ngủ dậy rồi hả? Dạ. Sao hôm nay ra trễ vậy? Không cần đi làm sao? Hôm nay được nghỉ. Để con giúp bà. Tại còn sao vậy? Không có gì, bị trật thôi. Trật hả? Bà không có gì đâu, bà đừng có lo. Con bảo bà đừng lo. Bà nuôi con từ nhỏ, con có chuyện gì khiến bà không lo hả? Giống như bây giờ, lần này con trở về, bà luôn nói với con là đừng lêu lỏng nữa, kiếm việc ổn định mà làm, đừng có đi theo người ta lập băng này nhóm nọ. Giờ bà cũng hết cách rồi, nói con cũng không nghe. Bà đừng lo chuyện này mà, con không sao hết. Sao có thể không lo được? Bà bao nhiêu tuổi rồi hả? Cũng không lo cho con được nhiều nữa đâu. Hơn 70 tuổi rồi, không thể lo cho con thêm 30 năm nữa đâu. Michael, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng tôi vừa mới quy hoạch xong mảnh đất này. Nửa năm nữa sẽ là một khu chợ đêm náo nhiệt đông đúc. Chắc chắn đây sẽ là một nơi mà được các du khách Trung Quốc ưa chuộng. Tôi cần người có tài đến quản lý. Anh có muốn gia nhập không? Anh có nhầm không? Tôi là đàn em của Dũng Sang đó. Có nói với anh cũng vô ích. Anh không cần làm đàn em của tôi. Chỉ cần anh lên làm đại ca của Đỉnh Trang. Chúng ta sẽ ngang hàng với nhau. Hoa, thùng lúc nãy anh nói là màu gì? Màu đen. Màu đen, phải. Anh, Thành Phong, sao anh lại đến vậy? Chợ thế nào? Tốt lắm. Anh muốn gì à? Anh Phong, em đi vệ sinh. Được, mọi người đến là vui rồi. Bảo anh giúp một tay mà lại đi vệ sinh hả? Ra ngay mà. Lần nào cũng thế. Cảm ơn đại ca.
phong. Cậu không nghe lời hả? Cậu hút nữa xem. Đồ vô dụng. Đại ca. Không có. Rõ. Cô. Anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có. Không hả? Hoa. Tôi cũng không biết. Các người chơi không đẹp tí nào cả. Có chuyện mà không nói cho tôi nghe. Chết tiệt. Chúng ta là người nhà mà. Được. Ông cô. Chú. Hôm nay mọi người nói rõ ra hết đi. Ngồi xuống bàn bạc với nhau được không? Dũng Sang, cậu định làm gì? Đừng tưởng tôi không biết. Tôi để mặt ba cậu nên mới không tính toán với cậu. Đây là lý luận và đạo nghĩa của xã hội. Dũng Sang, thời đại gì đi hả? Đừng có nhắc đến chuyện xưa cũ nữa. Anh đang nói gì với đại ca tôi vậy? Đợi khi nào anh lên chức đại ca rồi ta nói chuyện. Mẹ kiếp, mày tưởng mày là ai? Tôi thích thế. Dũng Sang, ông là người hiểu chuyện. Nếu ông không nghĩ thông, tôi sợ ông không thể an nghỉ tuổi già đâu. Nói gì vậy hả? Sao hả? Muốn gì? Giờ các người không hiểu, đúng không? Các người đang sống ở thế giới gì vậy hả? Michael, tôi chỉ muốn mọi người kiếm được tiền thôi. Tôi đang cho tất cả mọi người cơ hội đó. Sao vậy? Coi tôi không tồn tại hả? Địa bàn anh, địa bàn tôi. Đây là địa bàn của tôi đó. Ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng đi. Dì ơi, xin lỗi, không có gì. Để cô đợi lâu quá rồi, không có gì đâu. Dì ngồi đi. Thủy Kê. Dạ. Xin lỗi. Thằng Hùng nhà tôi được tôi nuôi từ nhỏ. Nó hay thích những chuyện rắc rối. Đôi khi có lúc ra khỏi nhà đến nửa đêm mới về. Điều làm tôi lo nhất là mỗi khi về nhà nó thương tích đầy mình. Còn nữa, quần áo nó còn có vết máu. Dì đừng lo, con sẽ giải quyết. Cảm ơn cô. Giờ ước nguyện lớn nhất của tôi chính là hy vọng thằng Hùng sẽ được sống yên ổn lành lặn đến suốt đời. Con hiểu rồi. Dọn dẹp đồ hả? Bán nhiều vậy à? Dũng Sang, Thiếm Phương, chồng thiếm đâu? Trong thằng nhỏ. Chào anh Dũng. Buôn bán khá không? Cũng được. Có gì cứ bảo Hùng giải quyết. Được, tôi biết rồi. Ông Giao không đến hả? Ông Giao gần đây không biết bận rộn gì nữa. Đã lâu rồi không ra mở tiệm. Thế hả? Đại tiên, Dũng Sang, hôm nay anh rảnh vậy? Đi dạo thôi, ngồi đi. Hay là coi một quẻ nha. Được, coi cho tôi một quẻ đi. Coi quẻ xăm hay là coi chữ? Coi chữ, được, đây này. Rồi, phiền ông.
Dũng Sang, từ hữu mà ông viết vừa cứng cáp vừa rất có lực, chả trách làm gì cũng thành công. Cho dù kiểu người nào cũng đều rất cảm phục ông. Ông thật biết cách ăn nói. Nào trả tiền cho người ta đi. Không không trả đi. Dũng Sang, cảm ơn. Cảm ơn. Chữ hữu này nếu che phần đầu đi sẽ thành chữ phản. Bà chủ, cho tôi gói thuốc. Là anh à? Mẹ ơi, cô lại mặc quần áo của con nít nữa rồi. Làm ơn đi. Hai cái ấy ở phía trên sắp lòi ra rồi. Sao anh lại nói vậy hả? Nếu mà tôi mặc kín đáo, anh có đến mua đồ không? Cũng phải. Cô làm nghề này cũng có nỗi khổ của mình. Mà này, bên trong đó có vẻ nhộn nhịp hả? Cứ đặt theo tôi là được. Lôi Lôi, bà cậu đến tìm kìa. Cảm ơn. Sao ba lại đến? Phải rồi, bà đến thăm con. Con ở đây có quen không? Cũng được. Con ăn no chưa? Con ăn cơm rồi. Không ai bắt nạt con chứ? Không. Có thì nói với ba. Bà sao vậy? Lại là tiền, phải. Lúc nào cũng là tiền. Không có làm gì mà lúc nào chứ, đôi khi thôi. Đừng giận mà. Lần này bao nhiêu nữa? Nhiều đây. Không phải. Bà, con nói cho ba biết, đây là 2000 cuối cùng con đưa ba. Con hết tiền rồi, lần cuối. Không phải. Không phải 2000. Không phải con số đó. 200 ngàn. 200 ngàn. Phải, 200 ngàn. Con đừng giận. Ba, sao ba lại cần 200 ngàn? Buôn bán ở tiệm ế ẩm quá. Vậy cũng đâu cần đến 200 ngàn. Đừng giận, cười lên đi. Không đâu, đừng có giận mà. Bà muốn con làm sao đây? Được rồi, đừng nổi giận. Bắt dao, Thành Phong. Lôi Lôi, mang cà phê cho các đồng nghiệp uống chung nhé. Cảm ơn. Tôi đi trước đây. Không sao, để tôi tiễn bác. Được. Lúc nãy có chuyện gì thế? Không, không có gì. Không có gì đâu. Bác cứ nói đi. Không có. Buôn bán hơi ế ẩm nên cần tiền để xoay sở, nên mới đến hỏi Lôi Lôi. Nó nghe nói 200 ngàn liền nổi giận. Con nhóc đó nóng tính quá. Lát nữa tôi bảo người đưa qua cho bác. Không cần. Bác Giao, ta là người một nhà mà. Không sao đâu. Được không vậy? Không sao. Được. Cảm ơn anh. Bác về trước đi. Dũng Sang, chuyện tái xây dựng chợ nhiều lợi nhuận lắm đó, ai cũng nói vậy hết. Anh nên suy nghĩ đi. Thằng Michael hay bốc đồng, rất khó kiềm chế. Đại ca, về rồi à? Ngư đại ca, đống sự trưởng. Bọn người ở chợ xem họ muốn 1 mét vuông đổi 3 mét vuông, hay muốn đổi bao nhiêu. Dũng Sang, anh giải quyết chuyện này sẽ ổn thôi. Đàn em cũng phải sống nữa. Giờ chức đại ca rất khó làm. Đại ca, giúp mọi người một tay đi. Phải công bằng mới được. Bọn người này sinh sống nhờ mấy gian hàng bán buôn trong chợ. Ai cũng có vợ con. Nếu dỡ chợ rau đi thì không biết cuộc sống sẽ ra sao. Sau này cũng chẳng biết thế nào. Tương lai bất định.
Lỡ như bọn họ không kiếm được tiền thì sao? Làm đại ca như vậy đâu có được. Để tôi xử lý. Hùng, cậu ở lại với tôi. Tôi không lên tiếng thì đừng làm gì hết. Anh xem, tôi đã gọi hết những cô gái đẹp nhất quán cho anh chọn rồi. Đây là Apple, Karen, Lulu, Victoria. Anh thích người nào cứ chọn người đó. Sao vậy? Được rồi, các cô gái, chúng ta không nên làm việc anh Michael hẹn hò. Ra ngoài thôi. Lulu, mau rót rượu cho anh Michael đi. Anh Michael, em mời anh. Sao vậy? Bỏ súng xuống. Tôi không muốn có người đổ máu. Người tiếp theo là mày đó. Mười tám nút, chết đi. Mười nút, em uống đi.
Em thua rồi. Em không biết uống hả? Vậy anh uống, em cởi đi. Cởi đi. Rót rượu nào. Cởi. Đến lượt em. Hay quá. Cục cưng. Vết thương của anh ngầu quá. Đùa hả? Lăn lộn giang hồ phải nhờ vết thương, chứ không phải nhờ cái miệng đâu, đúng không? Tôi thấy anh nhờ cái miệng nhiều hơn. Dớ dẫn. Này biết không, bọn anh mới đi giải quyết Michael của bên Đại Kiều Đầu đó. Michael, nghe nói anh ấy rất đẹp trai. Đẹp hả? Không có cửa đâu. Làm gì đẹp bằng anh. Em cười gì? Em hư quá. Nhưng mà Michael này đầu óc rất nhanh nhạy. Anh ta biết chúng ta chơi anh ta. Trong chốc lát xung quanh anh ta đã có mấy chục thằng xông ra. Đáng sợ quá. Đùa hả? Bọn anh không có sợ. Em biết anh Quốc không? Diệp Vấn thì một đánh người. Còn Quốc đây là một đánh người Diệp Vấn. Thật không? Dùng súng hay dao? Tất nhiên là súng rồi. Nhị kế đỏ tai hả? Còn Khải của chúng ta. Anh sao vậy, đầu hàng hả? Dớ dẫn. Dáng này coi như anh thắng. Anh Thanh Phong, thằng nào đến chơi thằng đó liền. Tất nhiên anh ấy là thần tượng của em mà. Cũng may Hùng xuất hiện. Anh kể cho em nghe, anh ấy kề dao thế này sát cổ Michael. Lúc đó mặt của Michael tím ngắt. Anh Hùng, lần này thiếu anh là không được. Tôi mời anh. Nếu không có Hùng, người chết sẽ là chúng ta. Anh Phong, em mời anh. Em mời anh. Nào, cạn ly. Anh làm thật hả? Đã bảo anh không uống được mà, cứ ráng. Muốn làm gì vậy? Này, mọi người tiếp tục chơi đi. Anh, em đi giải quyết một chút. Nhớ mang bao đó. Anh ấy lâu rồi không có mang bao. Em nhớ bảo anh ấy mang bao đó nha. Phải đó. Quốc, qua đây. Anh Phong, em đi vệ sinh. Sao vậy? Anh mệt rồi. Em về trước đi. Tại sao em cứ bắn không trúng nhỉ? Cô ơi, cô nhắm lộn mắt rồi. Phải nhắm mắt này, con mắt này phải mở ra. Phải thế này. Nào, bắn. Nào. Được rồi đó. Thế này hả? Anh có dự tính gì cho tương lai? Cố gắng làm việc. Chăm sóc bà. Bà mà nghe được chắc vui lắm. Không có gì. Trời lạnh lắm, mau về đi. Lúc trước bắn được rất nhiều con, anh đều cho em hết. Hết chỗ rồi, con này anh giữ đi. Tạm biệt.
Ăn trái cây đi. Ngọt vậy. Bà của Hùng hôm nay đem đến đó. Còn nói gì nữa không? Có phải nói với em là Hùng mới ra tù, sợ Hùng xảy ra chuyện phải không? Bà chỉ có một đứa cháu này thôi, mới được thả ra nữa. Anh hiểu tấm lòng của cha mẹ mà. Đàn ông cũng cần phải ra xây dựng sự nghiệp. Nói thật, anh cũng rất thích thằng Hùng. Anh biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì nó giống anh y hệt hồi trẻ, được nhiều người yêu mến, có tình người. Cho nên anh đang thích bản thân mình thôi. Nói thật, anh cũng lớn tuổi rồi, cũng nên buông bỏ thôi. Anh định giao hết tất cả cho Hùng tiếp quản. Nhưng Thanh Phong có chấp nhận không? Cục diện gì thế hả? Còn nữa, anh dám dẹp bỏ chợ rau thì tôi sẽ liều chết với anh. Thật ra tôi rất thích anh. Anh là một nhân tài. Với năng lực của anh, hoàn toàn có thể lên chức. Vậy tôi muốn hỏi anh, anh định theo Dũng Sang cả đời sao? Mọi thứ của Dũng Sang sau này sẽ là của anh sao? Tôi nghe nói ông ta đã giao chợ rau cho Hùng quản lý. Chẳng lẽ anh không muốn có một giang sơn riêng sao? Các băng đảng thường ngày xưng huynh đệ và thích mấy kiểu gia tộc này nọ. Đến lúc chia phần, đại ca hưởng trọn, anh cũng chỉ có thể đợi ông ta phát cho anh gói lì xì thôi, đúng không? Còn anh chỉ biết bán mạng giúp ông ta, anh thấy đáng không? Tôi thì khác. Bên tôi chỉ chú ý đến kết quả, xét công mà ban thưởng. Chúng tôi làm theo mô hình quản lý doanh nghiệp. Đây chính là vương quốc của tôi. Còn anh thì sao? Nói xong chưa? Cắt. Dớ dẫn. Còn dám nữa không? Anh Phong, sao vậy? Nó hút ma túy bị đại ca bắt gặp, đang lên cơn nghiện. Mày không xem lời tao ra gì phải không? Đua đòi hút ma túy, chơi gái hút ma túy, cờ bạc đều không được làm. Giờ mày coi mày kìa,
biết suy nghĩ một chút đi, quỳ đàng hoàng đi. Không dám nữa. Quyền ca cố lao đồ lại trong chim é bạc say chỉ hôn tổn cho cũng bỏ chú ai chỉ vì khó phải trong tay chim phú yên cái phú yên cái bom tổng tổ tất cả mọi thứ của Dũng Sang sau này có là của anh không? Với năng lực của anh hoàn toàn có thể lên chức, chỉ cần anh lên làm đại ca của Đỉnh Trang, chúng ta sẽ ngang hàng với nhau. Thanh Phong, sao lại uống nhiều vậy? Phụng, mang thật ước đến đây. Thanh Phong, để tôi xoa bóp giúp cậu. Sao lại uống nhiều vậy? Vô ích thôi. Gì vậy? Để tôi mua một ít đồ. Mau lên, Hùng bảo tôi đi đưa đồ. Được. Bà chủ, cho tôi gói thuốc. Thuốc. Mẹ kiếp, có người bị bắt rồi. Ba, con ra ngoài một chút, chờ đã. Con đi nhanh quá làm gì? Nào, đây là bùa bình an, con cầm lấy, giữ cho con được bình an. Con phải hứa với bà một chuyện, được không? Phải tịnh tâm, mọi chuyện phải suy nghĩ thật kỹ. Bà ơi, con biết mà, bà chưa nói hết mà. Giờ sao đây? Giờ chúng tôi đang cấp cứu, anh đừng lo. Anh vẫn chưa được vào, chúng tôi đang cấp cứu. Anh ngồi đợi ở ngoài đi, ngồi ở đây đợi nhé. Cậu đi an ủi Hùng đi, bảo cậu ta đừng nóng vội. Tôi có giữ tính cả rồi. Ra lăn lộn giang hồ thì phải trả. Anh có thấy không? Người nằm xuống lẽ ra là em. Thật kỳ diệu.
Không có Hoa ở đây, không ai cãi nhau với tôi hết. Cảm thấy có chút lạnh lẽo. Không đâu, không có gì đâu. Lôi Lôi, hai người nói chuyện đi nha. Anh ra đây đi. Giờ anh muốn thế nào? Điện thoại thì không nghe, biến mất tâm. Anh muốn báo thù phải không? Chuyện của anh em đừng quan tâm. Anh em có chuyện thì anh ra chịu hả? Cái gì cũng không chịu nói ra. Em xin anh hãy khóc đi, chửi đi, hét lên cũng được. Hôm trước em gặp bà của anh, bà rất lo cho anh biết không? Anh có thể nghĩ cho bà không? Hôm xảy ra chuyện em còn tưởng là anh. Anh có biết em sợ đến thế nào không? Anh có biết em rất lo, sợ hôm nào đó anh xảy ra chuyện không? Em xin anh hãy nghĩ cho em. Tùy em, sao cũng được. Loại người như anh không thích hợp với em đâu. Vậy Thanh Phong thì hợp à? Hùng, anh Hùng cứu mỹ nhân nha. Hùng, xuống đây luôn đi. Anh xuống luôn đi. Anh lên đây đi. Quăng cục đá to thế. Thôi vậy đủ rồi. Các người coi chừng tôi đó. Cậu cảm thấy sao? Cái gì? Lôi Lôi, đẹp không? Anh muốn hỏi gì? Hay là chúng ta chia hai? Dớ dẫn. Cô ấy là người không phải đồ vật. Anh nói đó nha. Anh có, em cũng có. Cô ấy là Lôi Lôi. Quốc, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi. Chỗ này cứ giao cho tôi. Cầm lấy đi. Gần đây rất loạn đó. Hoa, con đường này anh đi theo tôi. Tôi không trông nom anh, tôi có lỗi với anh. Anh nhất định phải khỏe lại. Anh nhất định phải khỏe lại. Nhất định anh phải khỏe lại.
tên tướng quân à? Thân đó. Trả đây. Đi đâu? Khó chơi quá. Hôm qua Tuyền cũng thua Xiển Liễn, lúc sắp về thì thắng lại 200 đó. Thiếu bao nhiêu? Không có. Anh em với nhau mà. Nếu anh dám cho tôi mượn thì tôi sẽ trả lãi cho anh nhiều hơn. Tôi hứa. Đã nói là anh em thì lãi suất gì chứ. Hỏi thật, thiếu bao nhiêu? Lên xe. Đây là 1 triệu đồng ông thiếu. Cả vốn lẫn lời 3 triệu. Không đâu. Mới qua vài ngày mà, làm sao đến 3 triệu? Không có tiền trả. Con gái ông có. Hay là bán cô ta là xong. Không được. Đẹp vậy chắc nhiều khách lắm. Đại ca, tiền là tôi thiếu, tôi trả anh. Không liên quan gì đến con tôi. Tôi xin anh đừng tìm nó được không? Nhặt lên. Tiền trong đó là của ông. Tiền ông nợ cũng khỏi trả. Cảm ơn. Nhưng ông phải giúp tôi làm một chuyện. Bác Giao, có chuyện gì? Ừ. Hả? Hả? Ừ. Được. Hold on. Bác đợi tôi nha. Đại ca, Bác Giao tìm em có chuyện. Em đi giải quyết. Được, đi về sớm. Được. Cho tôi xuống ở ngã tư trước. Quốc, coi xe. Tôi đi vệ sinh. Mau cút đi. Không cần, cậu lái xe đi. Alo. Hùng, cậu ở đâu? Không có gì. Dẫn bà đi mua đồ thôi. Sao vậy? Hôm nay tôi cảm thấy kỳ lạ. Cậu cẩn thận chút. Tôi biết. Ai gọi vậy? Không sao, không có gì. Giao, có chuyện gì? Không có gì. Tôi nghĩ dạo gần đây, ý tôi là hai hôm nay cậu có gặp Lôi Lôi không? Lại thiếu tiền hả? Cần bao nhiêu? Không có.
thật ra không có thiếu tiền, muốn nói chuyện với cậu thôi. Được rồi, để hôm khác nha. Không. Giờ là sao? Cậu đừng về đó. Tất cả mọi chuyện cứ giao cho Michael xử lý là được. Ngày mai cậu là đại ca rồi. Vậy không được sao? Được không? Ông tưởng Thanh Phong tôi là người thế nào? Ông xem tôi là gì? Tôi là dạng người vậy sao? Tôi có thể bỏ mặc sao? Ba. Không sao đâu. Bà sẽ không sao đâu. Bà mau dậy đi. Con sẽ nghe lời bà. Amma. Bà dậy đi. Đại ca, em sẽ báo thù cho anh. Có tin của Hùng không? Thank you.
Sự trưởng, sau này có gì ngon nhớ nói cho tôi biết. Được, mọi người cùng hợp tác. Cảm ơn. Cảm ơn anh Michael, rất cảm kích. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Tốt quá rồi. Lần này rất vui, có thể được trúng tuyển chức lý sự trưởng. Tôi rất muốn cảm ơn anh Michael. Xin anh Michael lên đây phát biểu vài lời. Không cần đâu, cần mà. Nói vài lời đi. Lý sự trưởng, ông thật khách khí quá. Thật ra mọi người cũng biết, Đại Kiều đầu chúng tôi mới vừa quy hoạch thành công một miếng đất, sau này sẽ là trung tâm thương mại. Tiếp theo sau đây, tôi và anh Văn Chính sẽ dốc sức giúp đỡ lý sự trưởng, khiến cho mọi người và nơi này trở thành một khu hải cảng sầm uất nhất, để mọi người kiếm được nhiều tiền. Mọi người thấy được không? Được không? Mau chạy. Come on.
Dòng à, Hùng, bà rất cảm ơn ông trời để cho chúng ta có thể làm bà cháu với nhau. Bà thường nhớ lại năm đó, lúc tiễn mẹ con ra đi ở bệnh viện, miệng con vẫn còn ngậm núm vú, mắt mở to nhìn bà. Trong lòng bà rất đau khổ, bà không dám khóc ra tiếng. Lúc đó con vẫn còn nhỏ nên bà cố cắn răng chịu đựng, cố nghĩ cách nuôi con lớn. Con có biết không, con vì nghĩa khí, vì anh em đi ngồi tù, bao năm nay bà luôn lo lắng cho con. Bà già rồi, không biết có thể chăm sóc con thêm mấy năm nữa. Bà chỉ xin Bồ Tát phù hộ con bình an, trở về nguyên vẹn. Nhưng làm huynh đệ, giờ em cũng không biết nữa. Làm huynh đệ, hôm nay gặp mặt, ngày mai là quên rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.